Mình sẽ bắt đầu tự hành tiếp theo cho cái phần của tháng 3. Như vậy tháng 2 mình đã tính giá thành và đã nhập kho cũng như là xuất bán một số các cái sản phẩm mà mình đã hoàn thành và nhập kho, sau đó là xuất cho hai hóa đơn tương ứng là 147 và 148. Thì bây giờ là chúng ta sẽ sản xuất sang tháng 3. Thì tại tháng 3 thì các tháng cách làm tháng 3 cũng giống như trong tháng 2. Thứ nhất, xác định số lượng sản phẩm dở dang của tháng trước là còn bao nhiêu và chuyển giao sang cho tháng 3. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có kế hoạch sản xuất trong tháng 3. Thì chúng ta vào phần mềm, vào cái dữ liệu của phần mềm, sau đó chúng ta sẽ đến cái phần kế hoạch sản xuất trong tháng 3. Như vậy là trong tháng 3 các bạn sẽ sản xuất 3 loại sản phẩm: 250, 200 và 300, tương ứng với số lượng là 1.000, và mình sẽ lấy theo thứ tự là 250 cái sản xuất chúng ta là 250. Và đầu tiên là 250, sau đó là đến 200. 250, 200 và 300. Thì chúng ta sẽ kéo lên trên có cái phần kế hoạch của cái 200. và 300, số lượng lần lượt là 1.000 sản phẩm, tức là 1.000 mét cọc. Thì sau khi chúng ta đã có cái kế hoạch sản xuất rồi, thì chúng ta sẽ có tổng khối lượng nguyên vật liệu yêu cầu trong tháng, bao gồm là các loại thép, thép đai, thép móc, thép tấm, thép bản và đá quê hàng. Thì sau khi có những cái mục này rồi thì chúng ta sẽ đến cái phần là yêu cầu vật tư. Yêu cầu vật tư thì cũng cách làm giống y chang tháng 2, mình phải xác định được số lượng sản phẩm dở dang của tháng trước chuyển sang, còn bao nhiêu tồn trong kho và còn bao nhiêu chúng ta cần phải mua thêm, hay là chúng ta đã đủ rồi không cần mua thêm bất kỳ vật tư nào nữa. Tức là bây giờ thép D16 thì các bạn sẽ gõ D đánh cho bằng và các bạn sang bên D16 bên này, thì các bạn sẽ thấy là tại cái ô các bạn kéo đến cái tồn cuối kỳ của tháng 2, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tại tháng 2 các bạn đang tồn là 10 tấn. Các bạn tồn 10 tấn và các bạn nhu cầu 6 tấn thì các bạn đang dư, và D14 các bạn nhu cầu là 4 tấn. Nhưng D14 ở đây chúng ta đang tồn đến cuối tháng 2 là 2 tấn, nên các bạn sẽ mua thêm 2 tấn nó sẽ đủ. Và tiếp D18 các bạn cần nhu cầu là 8 tấn để sản xuất. Thì ở đây chúng ta đang tồn là cuối tháng 2 là 6 tấn, nên các bạn chỉ cần mua thêm khối lượng theo yêu cầu là 2 tấn sẽ đủ vật tư để mình sản xuất trong kỳ. Thép đai, thép móc thì các bạn sẽ thấy là thép đai, thép móc thì các bạn sẽ mở tiếp đến cái phần thép cuộn tròn. Thì cuối tháng 2 các bạn đang tồn ở cột AB kép là 4 tấn, nên các bạn chỉ cần mua thêm 8 tấn đủ. Thép tấm thì các bạn sẽ đến thép tấm cuối tháng 2 chúng ta tồn cũng tương ứng là 2 tấn, nên các bạn chỉ mua, không cần phải mua thêm, tại vì khối lượng các bạn đang tồn dư hơn so với những gì các bạn yêu cầu. Và tôn tấm thì các bạn cũng sẽ xem các cái số lượng tương ứng. Tôn ở đây thì số lượng đang là 1.600, thì các bạn chỉ cần thêm 141 kg nữa các bạn đủ để sản xuất. Và xi măng thì các bạn cũng sang phần xi măng tương ứng. Thì ở đây xi măng các bạn đang tồn cuối tháng 2 là 405 tấn lận, nên các bạn sẽ gõ 405 kg, nên các bạn sẽ tương đương 405 tấn, nhưng các bạn không cần phải mua vật xi măng thêm nữa. Và cát vàng thì cần là 210 khối, thì ở đây các bạn cuối tháng 2 đang tồn 115 khối. Và đá cuối tháng 2 các bạn đang tồn là 315. Và que hàng đến cuối tháng 2 các bạn đang tồn là 715.
Như vậy là những cái mục nào các bạn yêu cầu thì có nghĩa là những cái vật tư đó nó không đủ để tồn kho để các bạn sản xuất nên các bạn phải mua thêm. Còn những cái mục còn lại các bạn có thể không cần mua hoặc các bạn mua thêm để dự trữ cũng được, tùy theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và cái dòng tiền hoặc khách hàng có cho nợ hay không. Và sau khi làm đến bước này rồi thì bước tiếp theo các bạn cũng làm y chang giống như các tháng 2. Ví dụ đầu tiên là cũng tìm cái cũng tạo cái mã sản phẩm. Các bạn tạo mã sản phẩm và ngày kế hoạch các bạn cứ để là ngày 1 tháng 3 năm 19 là cái ngày kế hoạch sản xuất luôn. Tức là đầu tháng mình ra kế hoạch sản xuất. Và sau đó cái mã sản phẩm thì các bạn cũng có thể là copy cái công thức ở trên để các bạn ra được cái số các bạn dùng hàm VLOOKUP. Và các bạn kéo xuống mà thôi. Và cái tổng khối lượng yêu cầu sản xuất thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là trong kỳ chúng ta sản xuất là cần yêu cầu là 1.000 kg. Nhưng các bạn phải hiểu rằng là tại tháng 2 sản phẩm 250 và 200 các bạn đang dở dang tổng khối lượng của nó cho hai sản phẩm này tương ứng là 1.000 và 300. Thì như vậy tại cái cột tổng khối lượng yêu cầu sản xuất này thì các bạn có thể đánh dấu bằng ở đây. Và ở đây là cọc 250 thì các bạn có thể là kéo đến cái mục là bao nhiêu. Kéo tới mục là dở dang 1.000 này và các bạn cộng tiếp với 1.000 cái sản phẩm mà các bạn đang kế hoạch sản xuất trong kỳ này. Hoặc các bạn có thể gõ tay, tức là kế hoạch kỳ tháng 3 mình là 1.000. Thì như vậy là trong tháng 2 này mình sẽ phải sản xuất hết là 250 của cái loại 2.000 mét cọc cho cái loại là 250, trong đó có 1.000 sản phẩm dở dang kỳ trước tháng 2 và 1.000 mới kỳ này. Và các bạn cần thì các bạn kéo công thức xuống mà thôi, còn nếu không thì các bạn cũng sẽ một các bạn cũng cũng sẽ cộng tay lại cái số là 1.300 một cộng tay lại tại tháng 2 các bạn thấy là 300 này, các bạn cộng thêm với 1.000 của cái kỳ mới này thì nó sẽ ra thêm cho các bạn là 1.300. Còn giá bán thì các bạn sẽ thấy là 250 và 200 thì các bạn lấy giá bán ở trên đây các bạn đẩy xuống mà thôi. Như vậy chúng ta đã có doanh thu kế hoạch trong kỳ. Ở đây chúng ta có 1.000 sản phẩm. Chúng ta có doanh thu kế hoạch trong kỳ là 2 tỷ 520. Và bước thứ hai, bước thứ ba là chúng ta sẽ xác định đến các cái vật tư xuất kho trong kỳ. Thì đầu tiên thì cách làm cũng sẽ giống y chang tháng 2, nhưng đối với tháng 3 thì chúng ta sẽ tức là khi chúng ta có yêu cầu vật tư rồi thì lúc này chúng ta cái phòng mua sắm vật tư sẽ phải tiến hành là mua vật tư trong kỳ. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là trong tháng 3 này mình đã nhập các cái vật tư này vào rất là nhiều, là 421 triệu đồng. Nên tại tháng 3 thì tại cái ngày là 3 tháng 3 thì mình sẽ làm cái lệnh xuất kho. Ở dưới này mình sẽ vùng này mình sẽ làm bôi màu đỏ. Và các bạn muốn làm nhanh thì các bạn chỉ cần copy cái mục ở trên mà các bạn đã làm rồi của cái tháng 2 hoặc tháng 1. Tại vì các tháng sẽ sản xuất sản phẩm giống như nhau, cách làm như nhau. Nên các bạn chỉ cần là đối với hai mục đầu tiên thì các bạn không thể copy được. Hai mục đầu tiên thì các bạn cũng phải làm. Ví dụ như đây, nó sẽ là phiếu xuất kho tháng 3 số 03 0301. Và hai mục đầu tiên thì các bạn bắt buộc phải sang bên cái mục vật tư trong kỳ. Thì ở đây các bạn muốn làm nhanh thì các bạn sẽ tạo mã vật tư trước hết toàn bộ thì các bạn mới làm. Đầu tiên là thép D16. Các bạn D16 và sau đó đến D14. Và các bạn đến D18.
Sau đó các bạn sang cái mã vật tư của thép đai, thép móc, các bạn đánh cái thép cuộn này, các bạn F4, các bạn kéo xuống mà thôi. Và tiếp theo các bạn đến cái thép móc, thép bản. Thép bản thì tức là cái thép tấm, thì các bạn sẽ sang thép tấm 6 ly và các bạn cùng F4 để các bạn kéo công thức xuống cho nhanh. Và cái tôn tấm thì các bạn cũng sẽ link công thức từ cái tôn tấm này sang. Và các bạn đến cái phần xi măng. Hồi nãy mình bấm cái công thức nào mà nó nhầm, nó chạy xuống đây dữ dằn vậy trời. Vậy. Thép đai. Thép tấm đến tôn mã kẽm. Tôn mã kẽm. Rồi đến xi măng. Ủa sao nó lộn đây? Ây da. Rồi chúng ta có cái mã này, nãy không biết là đụng vào cái gì mà kéo công thức xuống luôn, nên dẫn đến là nó bị sai cái mã. Rồi, sau khi các bạn làm là các bạn xuất kho một loạt liên tục, bao gồm là thép bản, rồi sau đó là đến tôn tấm, thì các bạn cũng bấm F4 và các bạn kéo xuống tương ứng. Và xi măng thì các bạn cũng link công thức từ xi măng sang, và các bạn cũng bấm F4 để các bạn kéo xuống mà thôi.
đến phần cắt bàn thì các bạn cũng đến phần cắt. Kì vậy trời. Cắt vàng thì các bạn cũng bấm F4 và các bạn kéo cắt vàng xuống. Đá 1-2. Quê hàng. Và sau khi chúng ta đã làm xuất kho một loạt này rồi thì bước tiếp theo là các bạn sẽ làm các cái thủ tục liên quan đến xuất kho bên nhập liệu. Thì đầu tiên là nó sẽ có 3 mục đầu tiên cho các bạn làm xuất. Thì 3 mục đầu tiên các bạn cũng link công thức bằng cách là những cái mã vật tư mà các bạn xuất. Cho các bạn cũng sẽ tạo cái khối lượng tương ứng. Còn về cái nội dung định khoản cũng nó cũng giống như trang trong tháng 1, nên các bạn chỉ cần copy công thức này xuống để nó tạo cái link một loạt cho các bạn luôn, mà các bạn không cần phải thao tác lại mất thời gian rất là nhiều. Và sau khi các bạn làm xong thì các bạn cũng đến cái phần tương ứng, các bạn làm một loạt luôn, rồi sau đó là mình với tính giá trị sau. Có nghĩa là các bạn sẽ làm các cái thủ tục mà các bạn sẽ xuất một loạt, và các bạn làm một loạt, sau đó các bạn lên một loạt cũng được, hoặc các bạn sẽ làm từng lần lượt cho từng cái mã một để các bạn ra các cái sản phẩm hoàn thành, rồi sau đó các bạn mới đến cái mục tiếp theo. Còn nếu không thì các bạn sẽ lên một loạt hết tất cả mọi thứ luôn cho nó chạy hết một mạch và các bạn làm một lần mà thôi. Và sau đó đến bước tiếp theo là các bạn lấy kết quả các bạn đã nhập xuất kho. Thì đầu tiên là cho các loại thép chủ lực, các bạn đánh 3 hàng đầu tiên. Và sau đó đến là thép móc thì các bạn sẽ đánh tiếp cho 3 hàng tiếp theo, đó là thép cuộn T6. Và thép tấm thì các bạn cũng sẽ link sang, thì các bạn lấy cái dòng thép tấm đầu tiên là 6 triệu và 2 triệu. Và các bạn đến cái phần là tôn mạ kẽm. Thì các bạn cũng nhập tôn mạ kẽm tương ứng và các bạn kéo xuống mà thôi. Và ở đây các bạn sẽ nhập đến xi măng 40. Và các bạn đến mục cát vàng. Và đá 1-2 thì các bạn cũng sẽ sang cái đá 1-2 tương ứng.
Và cuối cùng các bạn đến cái phần quyền hạn. Và các bạn kéo quyền hạn xuống mà thôi. Như vậy là các bạn đã tạo xong tất cả cái phần liên quan đến xuất kho nguyên vật liệu trong kỳ. Nhưng còn một nhiệm vụ cuối cùng, đó là chúng ta phải xem là trong kỳ mình sản xuất sản phẩm là hoàn thành hết hay là mình còn dở dang bao nhiêu. Thì mình sẽ xem cái kiểm kê kho cuối kỳ. Thì ở đây mình sẽ thấy là trong kỳ mình đã nhập kho hết toàn bộ các sản phẩm trong kỳ luôn. Thì ở đây là tại tháng 3 các bạn sẽ không có sản phẩm dở dang, tức là sẽ nhập kho thành phẩm hết toàn bộ mọi thứ luôn. Nhưng trước khi để tính giá thành thì các bạn cũng phải lấy số dư dở dang của cái tháng 2. Trong bao gồm tháng 2 thì có hai sản phẩm là 250 và 200. Thì các bạn cũng sẽ link công thức ở cái phần dở dang của kỳ trước. Ở đây là dở dang 1000 sản phẩm và 300, và khối lượng tương ứng thì các bạn chúng đấy sẽ có 75. Nên là sau khi các bạn lấy dở dang này rồi thì các bạn sẽ có 3 cái ô link công thức từ trên xuống. Để các bạn lấy dở dang, còn đối với sản phẩm là cọc 300 nhân 300 thì nó không có sản phẩm dở dang. Tại vì chúng ta mới sản xuất trong kỳ nên dở dang bằng 0, và chúng ta chỉ dở dang có hai sản phẩm duy nhất mà thôi. Đó là loại 250 và 200. Và chúng ta đối chiếu lại cái số lượng số liệu trong kỳ có khớp với những có sớm kết quả là 122, thì các bạn sẽ thấy là ở cuối kỳ trước các bạn trên đây các bạn cũng làm được là 122 và ở dưới 122. Thì hai cái số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ trước và sang đầu kỳ này nó phải khớp nhau thì các bạn mới có kết quả về số liệu. Và sau khi các bạn hoàn thành xong về cái chuyển số dư của kỳ trước chuyển sang, đồng thời các bạn làm công tác chấm công tính lương để các bạn ra kết quả. Chấm công tính lương thì kết quả cũng sẽ làm giống như cách của tháng 1 và tháng 2. Thì sau khi các bạn tổng hợp xong rồi thì phần mềm nó sẽ cho ra các bạn các kết quả thống kê để lên cái bảng giá thành tương ứng. Thì sau khi các bạn hoàn thành trong đây rồi thì cái phần thống kê nó sẽ cho các bạn về các cái số lượng số tiền cũng như tất cả. Về 627 thì các bạn đã phân bổ chung ở công thức tự động là 621, 622, 627 rồi. Tiền điện, tiền nước các bạn hạch toán trong kỳ thì tự động đây phần mềm cũng sẽ lấy kết quả cho các bạn luôn. Nên các bạn không cần phải gõ tay hoặc các bạn không cần làm thêm. Hoặc nếu trong trường hợp các bạn là không chi tiết được như thế này, nếu các bạn làm thủ công hoặc là đối với phần mềm khác mà tính giá thành trên Excel này thì các bạn cũng sang bên cái bên này, các bạn xem 627 các bạn là bao nhiêu, các bạn sẽ copy số liệu sang, tức là 627 và 621, 622 trong kỳ. Thì sau khi các bạn đã xuất kho nguyên vật liệu đến cái phần tính lương chấm công thì bước cuối cùng là các bạn sẽ đến kết chuyển cái phần 621, 622, 627 để xác định chi phí sản xuất kinh doanh giữa gian. Thì các bạn có thể copy ở trên, các bạn kéo xuống mà thôi. Và tại đây thì các bạn cũng sẽ có 3 kết quả tương ứng. Các bạn sẽ link công thức từ cái bảng tổng hợp giá thành mà các bạn vừa tính toán được. Thì nguyên vật liệu là 595 và cái phần chi phí nhân công là 110. Và giá chung thì các bạn sẽ lấy kết quả là 251. Như vậy là các bạn đã kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang bao gồm 621, 622, 627 trong kỳ của tháng 3. Và bước tiếp theo là xác định sản phẩm dở dang, thì ở đây chúng ta không dở dang sản phẩm nào cả. Nên tại tháng 3 chúng ta sẽ nhập kho hết toàn bộ các sản phẩm trong kỳ. Như vậy tại 31 tháng 3 thì chúng ta sẽ làm 3 cái phiếu nhập kho. Chúng ta sẽ làm phiếu nhập kho số 0301. Phiếu nhập 0301 và chúng ta sẽ link cái kết quả của 3 cái hàng, cái mã tương ứng của những cái sản phẩm mà chúng ta sản xuất trong kỳ.
ta kéo xuống, đồng thời là link kết quả của những cái sản phẩm mà chúng ta đã nhập kho, thì các bạn sẽ kéo đến cái mục AI để các bạn ra kết quả nhập kho. Và đồng thời các bạn muốn công thức link nhanh thì các bạn có thể là copy cái mục ở trên về mặt giá trị là VLOOKUP để nó tìm kiếm cho những cái sản phẩm ở trên về mặt nội dung các bạn không nói lại. Và ở đây các bạn sẽ gõ tài khoản 155 và 154, các bạn bút toán kết chuyển giá thành trong kỳ, và link kết quả từ cái bảng giá thành mà các bạn đã ra sản phẩm ở cái cột là BA để các bạn sẽ rang được cái thành phẩm các bạn nhập kho. Thì như vậy là các bạn đã có thể là từ khâu công tác sản xuất cho đến kế hoạch sản xuất và xuất kho nguyên vật liệu và chấm công tính lương để các bạn ra kết quả để tính giá thành trong tháng 3. Và trong tháng 3 này các bạn không có sản phẩm dỡ dàng thì ở đây nó sẽ bằng 0. Và các bạn đối chiếu lại ở cân đối phát sinh, các bạn sẽ thấy đến lúc này thì 61, 62, 67 các bạn đã kết chuyển hết số dư và nó cũng bằng 0 tương ứng. Đồng thời cái 154 các bạn đối chiếu đến cái tài khoản 154 các bạn thấy cũng quay về 0 hết thì mới chính xác 100%. Còn trong trường hợp này thì các bạn thấy nó đang dư 1 đồng là do cái tài khoản 627 của các bạn ở đây. Các tài khoản 621, 622, 627 các bạn là đang bị chúng ta làm tròn nên dẫn đến là nó có dư ra 1 xu. Thì các bạn có thể đánh trực tiếp ở đây, các bạn trừ đi 1 đồng thì phần mềm nó cũng sẽ hiểu là nó trừ bớt đi 1 đồng và kết quả bên này nó sẽ bằng các bạn. Cái lợi thế Excel là các bạn có thể sử dụng cái thao tác tay để các bạn có tác động đến cái ruột bên trong hoặc các bạn biến đổi để nó ra các con số theo có lợi cho các bạn. Thì như vậy là cái 154 các bạn sẽ không có số dư rõ ràng thì các bạn đối chiếu đã xong. Và các bạn đối chiếu lại tại tháng 3, cái 152 các bạn là tồn kho là 681 triệu thì các bạn đối chiếu bên tồn kho các bạn là có khớp hay không, 681. Và tại cái thời điểm cuối tháng 3 sau khi các bạn đã sản xuất và nhập kho, các bạn tồn kho là 2 tỷ 1. Và các bạn cũng kéo sang bên cái 155 các bạn đối chiếu lại thì nó cũng là 2 tỷ 168 845 917, khớp với những cái gì các bạn đang làm. Và bước cuối cùng các bạn là xuất kho thành phẩm cho những cái hóa đơn bao gồm 170, 171, 172, 173, 174. Thì các bạn sẽ đầu tiên chúng ta sẽ xem hóa đơn 170 là chúng ta bán những sản phẩm gì. Chúng ta thấy là hóa đơn 170 là xuất cọc bê tông, là bán ra 495 mét cọc bê tông loại 200. Thì chúng ta sẽ làm phiếu xuất kho tương ứng. Các bạn đã có những sản phẩm hoàn thành rồi nên bây giờ mình xuất bán mà thôi. Và lúc này là tại phiếu xuất số 0, phiếu xuất tháng 3 số 02, và cái mã sản phẩm các bạn bán là cọc 200 nên các bạn chỉ cần copy cái cọc 200 ở trên, và số lượng các bạn cần sản xuất là bao nhiêu. Xuất bán là 495, các bạn quả 495 tại cột số lượng xuất kho. Và cái mã vật tư hàng hóa thì các bạn có thể copy ở trên thì các bạn lấy kết quả luôn, các bạn không cần phải quả tay lại. Và cái bút toán để ghi nhận là 632 có 155. Và xuất kho này thì các bạn sẽ lấy kết quả thành tiền ở cái cột TT xuất kho, tức là thành tiền xuất kho ở cột V. Các bạn link kết quả sang thì các bạn sẽ có giá trị xuất kho của cho hoàn thành cho hóa đơn 170. Doanh thu các bạn nhớ là chúng ta đã tạm ghi nhận trước ở trên này rồi, và bây giờ cái bước tiếp theo là chúng ta hoàn thiện cái việc tính giá thành để có sản phẩm nhập kho và các bạn xuất kho cho những sản phẩm này. Và sau khi các bạn đã làm xong được các cái thao tác này thì các bạn đến hóa đơn tiếp theo là cho cái hóa đơn số 171. 171 ở đây mình sẽ sản xuất ra hai loại cọc bê tông bao gồm là 250. Có đúng không nhỉ? Là cái loại cọc 250 x 250 với số lượng là 1314. Thì các bạn sẽ copy cái mã 250 xuống 250 tương ứng.
hóa đơn số 171. Với số lượng là 1314 thì các bạn sẽ gõ 1314. Và các bạn sẽ copy tương ứng những cái này để các bạn lấy kết quả giá trị nhanh trước khi. Và phía trước kho ở đây các bạn sẽ là số 3. Và tương tự các bạn kéo xuống trước. Như vậy các bạn đã hoàn thành xong trọn vẹn cho cái hóa đơn 171, bao gồm tính chấp hành giao khoán tiếp cọc và cái phần cọc bê tông, thành phẩm cọc bê tông. Và các bạn đến số hóa đơn 172 thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sản xuất tiếp, bán tiếp 305 mét cọc bê tông loại 200. Như vậy chúng ta sẽ sang hóa đơn 172. Và chúng ta bán là cọc 200 với số lượng là 305. Đây, số lượng 305. Và chúng ta đến hóa đơn số 173 và 174 trong đề tương ứng. Thì các bạn có thể là sang copy nhanh luôn cả hai mục luôn tương ứng. Thì các bạn dán vào và các bạn kéo công thức xuống để cho nó ra số thứ tự tăng dần. Và số 173. Đối với 173 thì các bạn có hai cái mục, đó là ép cọc và cọc. Thì ở đây chúng ta bán số lượng là 270 m cho cọc 250. Cọc 250. Số lượng bán là 270. Và các bạn đã hoàn thành xong trọn vẹn hóa đơn 173, bao gồm tính giá thành giao khoán tiếp cọc và sản xuất cọc, giá thành cọc bê tông cho cái loại 250. Và các bạn đến cái hóa đơn số 174. Đến 174 trong kỳ thì các bạn đã thấy là loại cọc 250 chúng ta bán với số lượng là 1535. Thì các bạn cũng sẽ loại 250, các bạn copy tương ứng 250 đây và các bạn xuất là 1535. Số lượng là 1535. Như vậy là các bạn đã tính xong tất cả, hoàn thành về cái mục, đó là bao gồm giao khoán ép cọc ở cái sheet giá thành 154 xây dựng và sản xuất toàn bộ tất cả những cái sản phẩm trong kỳ đối với sản xuất cọc bê tông. Và lúc này các bạn sau khi xuất kho xong tất cả những sản phẩm xuất bán trong kỳ đối với những hóa đơn bán ra thì các bạn đối chiếu lại cái phần cuối cùng, đó là ở tập hợp nhập xuất tồn các bạn thấy còn tồn lại là 1.160.000.000 đồng tương ứng với các loại cọc bê tông tương ứng ở đây. Các bạn sẽ thấy đây là 300, 200 và 250 tương ứng số tiền tương ứng để ra được 1.160.000.000. Và các bạn đối chiếu bên cái cần đối sinh, các bạn thấy số dư cuối kỳ cũng là 1.160.000.000 khớp với tất cả những cái gì các bạn đã làm. Thì như vậy là các bạn đã tính trọn vẹn xong về cái giá thành ép cọc bê tông trong trường hợp sản xuất giãn đơn liên tục từ tất cả các sản phẩm. Và đến thao tác xuất bán. Và đến buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái phần ngân hàng và kết chuyển lãi lỗ trong kỳ, là chúng ta kết thúc ở cái phần thực hành để sang cái mục phân tích các số liệu trước khi lên báo cáo tài chính. Sau đó chúng ta sẽ có thêm 2 buổi nữa để chúng ta có thể là hoàn thành và kết thúc để lên sổ sách. Hoặc các bạn có thể là đến buổi sau các bạn lên cái phần ngân hàng và cần đối phát sinh để lên trực tiếp báo cáo chính luôn. Còn cái phân tích thì các bạn học xong MISA rồi lên phân tích luôn mà thể, hoặc các bạn phân tích ngay luôn cũng được. Lúc đây các bạn sẽ tự do thảo luận và các bạn sẽ chọn phương án nào trước.